Chào bạn quý mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo cuốn Nghiệp Tình Yêu của Gage McEnroe, sách do nhà xuất bản Thái Hà Book phát hành, Hà Tú dịch, giọng đọc Lưu Hà. Xin mời các bạn. Buồn chán. Câu hỏi 29. Thỉnh thoảng, tôi trở nên buồn hoặc chán không vì bất cứ lý do nào hết. Và cứ mỗi khi như vậy, chồng tôi rất khó chịu, cứ như thể tôi cố tình buồn chán vậy. Làm thế nào tôi có thể nhận được ít nhiều sự động viên trong những thời điểm đó? Nhân tiện, tôi cũng muốn hỏi, cơ chế nghiệp đằng sau sự buồn chán này là gì? Trở lại câu hỏi 23, chúng ta đã nói về bốn loại thức ăn hay bốn loại chất bổ mà chúng ta cần có để sống. Và một trong bốn loại đó là hy vọng. Chúng ta cần hy vọng không kém gì chúng ta cần ăn. Những người buồn chán là những người đã mất hy vọng và họ đang đói. Linda là một trong những người giàu nhất thế giới. Tôi đã làm bạn với cô được 2 năm. Chúng tôi cùng nhau thực hiện một vài dự án để giúp người nghèo. Tôi đã đến nhà cô ấy cả triệu lần. Vậy mà vẫn còn nhiều khu tôi chưa xem. Chồng cô, Frank, cũng là một người bạn tốt của tôi, hai người có vẻ là một cặp đôi rất hạnh phúc. Nhưng đột nhiên, một hôm, cô bỗng hỏi tôi câu hỏi này. Ý tôi là, cô thầm thì, có những hôm mà tôi thậm chí còn không ra khỏi giường. Tôi chán đến mức tôi không tìm ra bất kỳ ý nghĩa nào của việc đó. Trên hết là anh ấy bước vào và mắng tôi vì không chịu làm gì cả. Việc này càng khiến tôi chán hơn. Nếu bạn ở vào vị trí của tôi, một dạng thầy tu mà giáo đường là cả thế giới, thì bạn sẽ quen với việc người ta tiết lộ cho bạn những điều mà bạn không hề ngờ đến. Bạn sẽ được nghe những câu chuyện đau lòng nhiều đến mức chúng bắt đầu tự lặp lại. Vì vậy, may mắn là tôi đã có câu trả lời sẵn sàng ở ngay đây, trong chiếc hộp công cụ tinh thần của mình. Bạn đã biết về các hạt giống, tôi bắt đầu. Linda miễn cưỡng nặn ra một nụ cười và gật đầu một cách dứt khoát. Bạn không thể ở trong vòng tròn bạn bè của chúng tôi vài ngày mà không nghe thấy những cuộc thảo luận sâu sắc và đôi khi căng thẳng về các hạt giống, có lẽ đến vài lần một ngày. Đó là lý do khiến cho buồn chán trở thành một trong những vấn đề khó giải quyết nhất, tôi nói tiếp. Thứ đầu tiên bạn cần để gieo một hạt giống là gì? À, cô trả lời rất nhanh. Đầu tiên, bạn cần một ý niệm rõ ràng về điều mình muốn, vì để gieo một hạt giống thì bạn cần phải cung cấp đủ thứ cùng thứ đó cho người khác trước. Tôi không định dẫn cô đến chỗ này, nhưng tôi thuận theo luôn. Phải, tôi nói. Hãy bắt đầu với bước đầu tiên của 4 bước Starbucks. Bạn phải diễn đạt điều bạn đang tìm kiếm trong một câu duy nhất. Linda đăm chiêu và rồi cô nhận ra. Tôi nghĩ ở đây có hai vấn đề khác nhau, cô nói. Nên sẽ cần hai câu. Tôi gật đầu đồng ý và chờ đợi hai câu của cô. Thứ nhất, cô nói, tôi cần gieo một vài hạt giống có tác dụng chống lại sự buồn chán. Và thứ hai, tôi cần một vài hạt giống để thấy chồng mình thể hiện sự quan tâm nhiều hơn một chút đối với cảm giác tồi tệ mà tôi gặp phải khi tôi đang buồn chán. Phải, tôi nói, vậy chúng ta hãy giải quyết từng cái một. Trái ngược với buồn chán là gì? Là hy vọng, Linda nói ngay lập tức, thậm chí không cần suy nghĩ. Tức là chúng ta cần cung cấp hy vọng cho người khác, cô tiếp lời. Phải, nhưng có một vấn đề ở đây, tôi nói. Lý do cho việc rất khó gieo các hạt giống để chấm dứt buồn chán nằm ở chỗ. Người buồn chán hoàn toàn chỉ tập trung vào các nhu cầu của mình, vào cảm giác tồi tệ mà họ gặp phải. Trừ phi họ thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra, trừ phi họ được đào tạo tốt về các nguyên tắc năng đoạn kim cương, nếu không thì họ sẽ chẳng bao giờ chủ động quan tâm đến các nhu cầu của người khác. Vì vậy trước tiên bạn phải đấu tranh chống lại điều này, chống lại việc không chịu quan tâm đến người khác, dù chỉ là bằng cách nghĩ về họ. Có một cách rất đơn giản để làm điều này, đó là bạn chỉ cần ghi nhớ bước Starbucks thứ hai, lên kế hoạch bạn sẽ gieo hạt giống với ai và ở đâu. Linda trông có vẻ hơi băn khoăn. À, nhắc lại cái đó cho tôi. Tôi gật đầu. Bạn đã biết rằng để gieo một hạt giống thì bạn cần một người khác. Những người khác là đất để bạn gieo hạt giống của mình.
Ý tưởng bạn có thể gieo một hạt giống mà không phải làm bất kỳ điều gì đối với người khác là một ý tưởng điên rồ. Chẳng khác gì ý tưởng rằng bạn có thể gieo một hạt giống dưa hấu vào trong không khí ngay phía trước mặt bạn. Tôi hiểu. Thế nên khi có người nhờ tôi giúp đỡ, tôi thường bảo với họ rằng họ nên gieo một hạt giống cho điều mà họ muốn. Sau đó tôi bảo họ hãy dẫn một người nào đó đến quán Starbucks, vì như vậy sẽ dễ dàng bảo đảm được rằng họ có một nơi để gieo hạt giống của họ, rằng họ đang làm việc với một người khác. Được rồi, vậy là bạn sẽ đưa một người nào đó đến quán Starbucks. Thế bạn định làm gì với họ? Tôi không biết, chắc sẽ giúp họ theo một cách nào đấy. Giúp họ vượt qua sự buồn chán chẳng hạn. Tôi đoán vậy. Tôi nhìn ra chỗ khác trong khoảng một giây rồi quay trở lại. Bạn có thể nghĩ như thế, tôi nói. Nhưng tôi thấy tốt hơn là chúng ta nên nghĩ về những điều tích cực. Linda đăm chiêu, cô cũng là một trong những người thông minh nhất mà tôi biết. Giúp họ làm một điều gì đó tích cực, giúp họ tìm ra hy vọng. Tốt, nhưng tôi phải nói rằng đừng chỉ dừng lại ở hy vọng. Hãy giúp họ tìm ra ước mơ của mình. Chúng ta hãy tìm kiếm một người đang cần một ước mơ. Cô lại đăm chiêu. Tôi có một người cháu trai. Và ông biết đấy, cái vấn đề mà chúng tôi thường gặp trong gia đình là tất cả chúng tôi đều có đủ tiền để thực hiện hầu như tất cả mọi thứ chúng muốn. Thậm chí ngay từ khi còn rất trẻ, dù cho chúng tôi có quyết định làm việc đi nữa thì chúng tôi cũng không phải làm việc. Thế nên chúng tôi thường xuyên không hào hứng với công việc. Chúng tôi chẳng có mục tiêu lớn nào trong tâm trí cả. Không có giấc mơ, tôi đồng ý. Vậy thì phải rồi, khi bạn buồn chán thì hãy thực hiện những bước sau đây. Đầu tiên, hãy chiến đấu để đến được trạng thái mà bạn có thể nghĩ về các nhu cầu của người khác. Hãy cố gắng nghĩ đến một người mà bạn có thể giúp đỡ. Hãy chọn một người mà dường như không biết phải làm gì với cuộc đời mình. Hãy nói chuyện với họ, giúp họ tìm ra giấc mơ của họ là gì, ngay cả khi đó là một giấc mơ mà họ không biết là họ có, đặc biệt là khi họ không biết là họ có. Bạn không nhất thiết phải giải quyết tất cả các vấn đề của họ. Bạn chỉ cần nói chuyện với họ, động viên họ một tuần một lần hoặc hai tuần một lần. Những hạt giống nhỏ sẽ tạo nên những cái cây lớn. Tôi đã có thể nhìn ra việc đó rồi. Linda gieo những hạt giống mạnh đến mức sau đó cô thậm chí không còn nhớ rằng mình từng buồn chán nữa. Cô hắng giọng và điều đó mang tôi trở lại thực tại. Thế Frank thì sao? Cô hỏi. Nói trong một câu đi. Tôi muốn anh ấy chú ý đến cảm giác của tôi. Tôi muốn anh ấy cảm thông một chút thay vì chỉ trích tôi khi tôi đang cảm thấy rất tồi tệ. Về cơ bản thì bạn muốn anh ấy làm một cái gì đó để khiến bạn cảm thấy tốt hơn. Phải. Được rồi. Vậy thì hạt giống là ở đây, là tạo thói quen khiến người khác cảm thấy thoải mái hơn, từ ngày này qua ngày khác, từ giờ này qua giờ khác. Tôi ngẫm nghĩ một giây. Nghe này, tôi nói, hôm trước tôi ra ngoài để sửa xe, cậu sửa xe rất tuyệt vời, cậu ngồi xuống bên cạnh tôi và giải thích vấn đề cho tôi từng bước một, bảo đảm là tôi nắm được chiếc xe đang bị làm sao. Sau đó, cậu bảo tôi từng việc mà cậu định làm để sửa nó. Và cậu nói không hề phức tạp chút nào. Cậu ấy thực sự quan tâm đến việc làm cho tôi cảm thấy thoải mái và an tâm. Một trong những cách hay nhất để khiến người khác cảm thấy an tâm là bất cứ lúc nào bạn định làm một việc gì đó thì bạn hãy bảo trước với họ. Việc làm này sẽ gieo những hạt giống, giúp làm an lòng những hạt giống để một người nào đó quan tâm đến cảm giác của chúng ta, chứ không trách móc chúng ta vì đã không đủ khỏe để tham gia vào các kế hoạch của họ cho ngày đó. Tôi hiểu rồi, cô nói, và tôi cảm thấy như những đám mây buồn chán đang bao phủ cô đã tản đi nhiều rồi. Câu hỏi 30. Thỉnh thoảng hai vợ chồng tôi có uống một ly rượu vang vào buổi tối, và nó thực sự giúp cả hai chúng tôi thư giãn, đặc biệt là trước khi chúng tôi thân mật với nhau. Nhưng tôi đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp rượu phá hủy các mối quan hệ và làm tan nát các gia đình, nên đôi khi tôi cảm thấy sợ. Ông sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Câu hỏi này có nhiều ý nghĩa đối với cá nhân tôi. Tôi lớn lên cùng rượu, nó đã phá hủy cả cuộc sống cũng như sức khỏe của bố mẹ tôi và nó đã phá hủy cả gia đình tôi. Có một lần, khi đang ngồi với các đệ tử trên một đồng cỏ và thuyết giảng cho họ,
thì Đức Phật được hỏi về rượu. Ngài liền bứt một ngọn cỏ và chỉ vào phần đầu nhọn của nó. Những ai uống một lượng rượu bằng đầu của ngọn cỏ sắc nhọn này, hay phục vụ người khác uống một lượng như thế, không bao giờ nên nói rằng họ là đệ tử của ta. Đó là bởi dù chỉ một lượng nhỏ rượu thôi cũng có tác dụng gây nghiện rất mạnh, hơn cả những gì bạn từng tưởng tượng về một ly rượu vang ở nhà hàng. Và đó là một lý do chính đáng. Rượu thực sự khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn, dường như nó làm tiêu tan những cơn đau nhức mà chúng ta phải nhận trong ngày, dường như nó làm mất đi sự căng cứng mà ngăn cản chúng ta kết nối với những người khác. Đó là lý do tại sao mọi người lại rất thích uống một ly rượu vang vào bữa tối. Giờ tôi có thể nói về mặt trái của rượu ở đây. Nó không chỉ gây nghiện mà nó còn rất có hại đối với sức khỏe. Bạn có thể nói đùa về tác hại của nó đối với gan, nhưng khi nó đã gây tổn thương rồi và lúc nào bạn cũng phải chịu đựng cơn đau trong bụng, hàng tuần phải dành nửa tiền lương để đi khám bác sĩ, thì những lời nói đùa đó nghe không còn hay ho nữa đâu. Rượu không chỉ khiến cơ thể bạn căng thẳng, nó còn khiến túi tiền của bạn căng nữa. Cũng giống như quần áo hàng hiệu, những người kiếm tiền từ rượu, trong trường hợp này là tự sợ đau khổ của người khác, đã cố tình tạo ra một huyền thoại xung quanh rượu. Hàng đống gạo bị thối, được đóng trong các chai đắt tiền và được những ngôi sao điện ảnh quảng cáo để có thể được phục vụ trong các nhà hàng đắt đỏ. Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta có thể thu được cùng tác dụng thư giãn đó mà không phải uống một ly rượu vang. Có lẽ chúng ta sẽ có một vài ý tưởng sau khi nghe một đoạn đối thoại giữa tôi và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Lúc đó tôi vẫn đang học đại học và tôi vừa được nhận tin báo rằng mẹ mình đang chết dần chết mòn vì căn bệnh ung thư vú mà nguyên nhân đến từ rượu và thuốc lá, một sự kết hợp chết người. Tôi xin tạm dừng việc học và thực hiện một chuyến đi đến Ấn Độ để tìm kiếm tri thức về sức khỏe con người. Kết quả là tôi học với các nhà sư Tây Tạng ở chân núi Himalaya. Một hôm tôi nhận được một bức thư từ mẹ tôi. Bà vốn là một giáo viên rất tận tụy. Trong thư nói rằng căn bệnh ung thư đã tiến đến giai đoạn khiến bà lên cơn co giật động kinh ngay khi đang làm việc. Trường đã bảo bà không nên trở lại lớp nữa và cả hai chúng tôi đều biết rằng với bà, thì như thế chẳng khác gì đã chết. Một vị thầy của tôi giục tôi mang mẹ đến Ấn Độ. Bà có thể được bác sĩ của Đạt Lai Lạt Ma chữa trị. Đây chính là lần đầu tiên tôi biết đến ông. Và nếu căn bệnh đã trở nên quá nặng, không thể cứu chữa thì các vị Lạt Ma có thể hướng dẫn bà cách đi qua cõi chết để đến một nơi tốt đẹp hơn. Tôi viết thư cho mẹ tôi và bà nhanh chóng đồng ý, mặc dù trước đây bà chưa từng ra nước ngoài. Tôi làm một chuyến trở lại Delhi để đón bà tại sân bay. Các nhân viên an ninh không cho phép tôi vào khu vực hành lý để giúp bà, nhưng tôi tìm được một nơi mà tôi có thể theo dõi mẹ mình qua một ô cửa sổ. Tôi thấy bà đang phải vất vả với chiếc vali, đứng còn không vững, vừa đẩy vừa chen qua đám đông những hành khách đang la hét kinh điển, điển hình của Ấn Độ. Bà ra ngoài và ngã vào vòng tay tôi. Chúng tôi đưa bà lên một chiếc taxi và để bà nằm ở ghế sau. Tôi dùng rất nhiều trong số tiền còn lại của mình trả cho người lái xe taxi để anh ta lái xe liên tục cả ngày lẫn đêm về thẳng Dharamsala, ngôi làng nhỏ ở Himalaya mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đang sống. Bà dành vài tuần sau chuyến hành trình để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Chúng tôi đã đến gặp vị bác sĩ và ông nói với chúng tôi rằng bà đã vượt quá mức ông có thể chữa trị. Thay vào đó, chúng tôi nên đến nói chuyện với một vị sư già để người đó có thể dạy bà cách ra đi trong thanh thản. Thế là mẹ tôi đã bắt đầu tham gia một khóa học vô cùng dũng cảm, diễn ra hàng ngày, trong tư thế dựa lưng vào tường ở một căn phòng nhỏ. Vào các buổi chiều, chúng tôi sẽ chuyển giường của bà ra ngoài trời và chẳng mấy chốc bà đã tập hợp được một đám trẻ con hàng ngày đến học vẽ. Vì tất nhiên, bà đã mang theo cả một túi lớn chứa đầy giấy và bút sáp. Bà biết rằng trại tị nạn sẽ có rất đông trẻ con và có thể bà sẽ có lại được lớp học của mình. Khi thời điểm sắp cận kề, vị thầy gần gũi nhất của tôi khuyến khích chúng tôi đi gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma để xin lời khuyên. Trong những ngày đầu đó thì ông không nổi tiếng như bây giờ. Gần như bạn có thể đi thẳng đến nhà ông và ông sẽ ra ngoài cổng để nói chuyện với bạn. Thật kỳ diệu khi được ngồi với hai người mà tôi yêu quý nhất trên thế giới này.
nhưng tôi lại chưa từng nghĩ họ sẽ gặp nhau. Mẹ tôi khiến tôi giật mình ngạc nhiên khi bà lấy một cây thánh giá ra khỏi túi và tặng nó cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tôi cảm thấy rất xấu hổ, nhưng ông đã nhận cây thánh giá một cách nhã nhặn, như thể nó là một đồ vật mà ông dùng hàng ngày. Bây giờ đến lượt tôi khiến mẹ ngạc nhiên. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngay lập tức quay sang tôi và câu hỏi đầu tiên của ông là: "Thế bạn đã bao giờ dùng ma túy chưa?" Tôi liếc sang mẹ tôi. "Tôi không dùng thường xuyên, nhưng tất nhiên hồi ở trường đại học, tôi đã thử hút cần sa với bạn và từng một lần thực hiện cuộc thám hiểm tâm linh bằng một loại ma túy của thổ dân châu Mỹ có tên là mescaline. Vì vậy, về cơ bản, tôi đang ở trong tình thế, hoặc là phải nói dối là Đức Lạt Lai Lạt Ma, hoặc là làm bẽ mặt mẹ tôi trước mặt ông. Tôi quyết định tốt hơn hết là nói sự thực." "Dạ rồi." Tôi thừa nhận và nhận một cái lườm sắc lẹm từ mẹ mình. "Ồ," ông thốt lên với tình yêu thương cố hữu. "Nó như thế nào? Bạn đã nhìn thấy gì?" Tôi chia sẻ một vài kinh nghiệm đã xảy đến với tôi, từ những cơn hưng phấn nhẹ cho đến một vài khoảnh khắc thực sự thăng hoa trong một hẻm núi bí mật ở sa mạc Arizona, nơi tôi lớn lên. "Hay lắm, hay lắm," ông hào hứng. "Giờ bạn nên ở đây đi, đi theo con đường này và học thiền. Bạn có thể đạt đến chính những trạng thái đó mà không cần ma túy." Mẹ tôi gật đầu đồng ý và Đức Đạt Lai Lạt Ma giới thiệu cho tôi một vị Lạt Ma cực kỳ tài giỏi. Tôi đã dành 25 năm tiếp theo của cuộc đời mình để học ông. Mấu chốt của câu chuyện này là chúng ta có thể có những cảm giác hưng phấn và những trải nghiệm đặc biệt mà rượu và ma túy đem lại, mà không bị nghiện, không gây hại đến cơ thể, không tốn chi phí và không phá hủy mối quan hệ của chúng ta với người bạn đời cũng như với gia đình. Tôi biết bạn đang mong tôi sẽ nói rằng bạn chỉ cần học thiền là đủ và nó sẽ có tác dụng không kém gì một ly rượu vang. Nhưng đó không phải là cái đích chúng ta hướng đến, chúng ta sẽ phải đi sâu hơn. Chúng ta hãy bắt đầu với một ý tưởng mấu chốt. Cảm giác tốt đẹp mà chúng ta thu được từ một ly rượu vang không đến từ rượu vang. Không có gì trong rượu vang có thể làm bạn cảm thấy hạnh phúc. Điều này sẽ cần giải thích một chút. Cảm giác tốt đẹp không đến từ rượu vang. Có thể rõ ràng hơn nếu chúng ta tiếp cận vấn đề thông qua một loại thuốc khác, aspirin. Tôi sẽ nói về nó dưới dạng hành tinh A và hành tinh B. Giờ nghe đây, thực ra tôi đến từ một nơi có tên là hành tinh A. Từ cách đây rất lâu, chúng tôi đã làm chủ khả năng di chuyển giữa các vì sao. Chúng tôi có những chiếc kính viễn vọng cực kỳ tốt và chúng tôi rất tò mò về những cư dân khác trong dải ngân hà. Chúng tôi đặt cho trái đất cái tên là hành tinh B và chúng tôi đang theo dõi các bạn. Những nhà nhân chủng học của chúng tôi cực kỳ hứng thú với hành vi mà những người mẹ trong chủng tộc của các bạn thể hiện ra. Họ không thể lý giải nó kỹ càng và họ đã cử tôi đến tận nơi để hỏi. Tôi hy vọng là các bạn không phiền. Được rồi, vậy là bằng những chiếc kính viễn vọng của mình, chúng có thể nhìn xuyên qua mái nhà, nhưng bạn đừng lo, chúng tôi không bao giờ nhìn ai đang thay quần áo đâu. Chúng tôi đã quan sát được một cảnh tượng đặc biệt. Một người mẹ đang ở trong phòng cùng hai người con của mình. Đột nhiên, hai đứa trẻ bắt đầu tru lên và đánh nhau giống với các sinh vật mà các bạn gọi là chó sói. Người mẹ nói chuyện với chúng và có vẻ như đang cố giải thích lý lẽ cho chúng nghe. Chúng im một lúc, đặc biệt là nếu được đặt trong một chiếc hộp lớn chứa đầy các hình ảnh đang chuyển động. Nhưng rồi, như mọi khi, hai đứa trẻ lại tru lên như chó sói một lần nữa. Đa phần lúc này, người mẹ bắt đầu bóp trán và rên rỉ. Đây chính là lúc mọi thứ trở nên kỳ lạ. Người mẹ sẽ lẻn vào trong một căn phòng nhỏ mà theo như chúng tôi biết thì thông thường được dùng để xả chất thải và tắm rửa. Cô mở một cái tủ nhỏ đằng sau tấm gương và lấy ra một cái lọ. Trong cái lọ chứa đầy những viên màu trắng. Cô lấy một viên màu trắng ra và nuốt nó vào cùng với một ngụm nước. Sau đó cô ngồi lên cái ghế thấp mà mọi người vẫn dùng để xả chất thải. Nhưng không nhấc nắp lên và cứ ngồi không ở đó một lúc. Chúng tôi không biết tại sao. Có lúc sau một khoảng thời gian, những nếp nhăn trên trán cô bắt đầu giãn ra và cô không còn rên rỉ hay bóp trán nữa. Cô đứng dậy, ổn định lại tinh thần và đi ra ngoài để gặp lũ sói con trong một tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng những lúc khác, cô vẫn tiếp tục xoa trán
Sau đó đứng dậy và lại mở cái tủ nhỏ sau tấm gương ra, lấy ra cùng chiếc lọ đựng những viên màu trắng đó và uống thêm một hoặc hai viên nữa. Rồi cô lại tiếp tục ngồi trên nắp của chiếc ghế thấp kia và chờ đợi. Có lúc cô có vẻ nhẹ nhõm đi ít nhiều, nhưng cũng có lúc không. Các nhà khoa học của chúng tôi khao khát muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta có thể nói chuyện về nó không? Những viên đó là gì? Chúng là thuốc. Ở hành tinh của các bạn thì từ thuốc có nghĩa là gì? Thuốc là thứ bạn dùng để loại bỏ bệnh tật hoặc đau đớn. Thế những viên đó là loại thuốc gì? Chúng là thuốc đau đầu. Chúng tôi sử dụng chúng để hết đau đầu. Có cần phải ngồi lên nắp của bệ xí thì chúng mới có tác dụng không? Không không, cô ấy chỉ ngồi đó cho đến khi chúng bắt đầu có tác dụng thôi. Cho đến khi cơn đau đầu biến mất và cô có thể đối mặt lại với lũ trẻ mà không tức giận. Thế tại sao cô có lúc cô ngồi một lần, có lúc ngồi hai lần? Đôi khi viên aspirin đầu tiên mà bạn uống đã làm tiêu tan cơn đau đầu, nhưng đôi khi không. Trong trường hợp không thì bạn phải uống thêm. Thế tại sao có lúc cô vẫn bóp đầu khi quay trở lại với lũ sói con? À thì có lúc aspirin không có tác dụng gì cả. Người hành tinh A im lặng một lúc lâu. Tôi không hiểu, có phải bạn đang nói rằng có lúc thuốc không có tác dụng gì cả đúng không? Đúng vậy. Thế chắc một số viên bị lỗi phải không? Ý tôi là khi ở trong nhà máy, chúng đã không được làm đúng cách, chúng bị thiếu thành phần nào đó đúng không? Nhưng khi nhìn qua kính viễn vọng, chúng tôi chưa từng thấy bất kỳ ai mang cái lọ trả lại cho cửa hàng thuốc và yêu cầu họ trả lại tiền vì thuốc không có tác dụng cả. Không không, bạn cười. Chúng tôi có các cơ quan chính phủ kiểm tra những cái đó. Tất cả các viên thuốc đều được làm y như nhau. Tất cả các viên thuốc đều có cùng một lượng thành phần hoạt tính. Thành phần hoạt tính? Bạn nói thành phần hoạt tính nghĩa là sao? Bạn cười thầm, lấy ra một lọ aspirin và dí vào mặt tôi. Nhìn đây, ngay bên cạnh này có dòng aspirin 325mg. Đó là thành phần hoạt tính. Và thành phần hoạt tính này có trong mọi viên thuốc với một lượng y như nhau. Phải, người hành tinh A là im lặng. Thế cái gì khiến thành phần này có hoạt tính? Giờ thì bạn bắt đầu hơi mất kiên nhẫn với tôi. Thành phần hoạt tính là thành phần có tác dụng, thành phần mà làm tiêu tan cơn đau đầu. Hoạt tính có nghĩa là có tác dụng hoặc hành động. Bạn không cần cả viên thuốc chứa toàn thành phần hoạt tính, bạn chỉ cần một giọt nhỏ thôi. Vì vậy, họ làm ra viên thuốc từ một số thành phần trung tính, không gây hại đối với bạn. Chúng chỉ để lấp đầy viên thuốc, rồi sau đó họ đặt thành phần hoạt tính vào từng viên thuốc với một lượng y như nhau. Họ rất cẩn thận về việc này. Tức là, có lúc thành phần hoạt tính có hoạt tính, và có lúc nó không. Ý tôi là, có lúc viên thuốc có tác dụng và có lúc nó không. Nụ cười chú cố vẫn xuất hiện trên mặt bạn lúc này, có vẻ hơi kém tươi đi một chút. À thì bạn biết đấy, còn rất nhiều thứ khác có thể xảy ra mà. Nhưng về cơ bản, chúng ta có thể nói rằng có lúc aspirin có tác dụng và có lúc nó không, phải vậy không? Đúng vậy, bạn thừa nhận. Và bạn đang nói với tôi rằng khi aspirin không có tác dụng, thì người phụ nữ tội nghiệp kia sẽ phải đi ra ngoài, dành phần còn lại của ngày với hai đứa trẻ đang chu chéo kia trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Phải. Thế thì tức là bạn đang nói rằng những người trên hành tinh của bạn không thực sự biết cách chấm dứt cơn đau đầu. Ý tôi là cách chắc chắn chấm dứt được nó trong tất cả mọi lúc. Phải. Bạn nói. Và rồi bạn chỉ trích mức độ tiến hóa của toàn bộ thế giới mình đang sống. Khi bạn bổ sung thêm. Ý tôi là chẳng có cái gì có tác dụng trong mọi lúc cả. Aspirin, xe ô tô, máy bay, các chiến lược kinh doanh hay một mối quan hệ, tất cả đều không. Điều này khiến người hành tinh A sững sờ. Ý bạn là các bạn vẫn chưa tìm ra cái gì khiến thành phần hoạt tính có hoạt tính đúng không? Giờ thì câu chuyện bắt đầu trở nên hỗn loạn. Không phải, thành phần hoạt tính thì tự có hoạt tính thôi. Không có thứ gì bên trong viên aspirin mà có tác dụng cả. Giờ đến lượt người ở hành tinh A cười. À, tôi hiểu rồi. Các bạn nghĩ rằng thứ làm tiêu tan cơn đau đầu của người phụ nữ kia nằm bên trong viên aspirin. Vâng, tất nhiên thế rồi. Chính là giọt thành phần hoạt tính đó.
Người hành tinh A lắc đầu buồn bã. Đã quá nhiều người rồi, đã quá nhiều nỗi đau rồi, những nỗi đau không cần thiết. Một hành tinh và một lịch sử của hành tinh tràn đầy những nỗi đau không cần thiết, bắt đầu ngay từ khi khai sinh cho đến hiện tại. Đây là lúc chúng ta liên hệ ngược trở lại với ly rượu vang. Hãy nắm rõ điều này. Nếu năng lực làm tiêu tan cơn đau đầu nằm bên trong viên aspirin, thì viên aspirin phải có tác dụng trong mọi lúc. Lúc nào bạn uống aspirin thì cơn đau đầu của bạn cũng phải biến mất. Và nếu năng lực giúp chúng ta thả lỏng bản thân nằm bên trong rượu vang, thì bất cứ lúc nào chúng ta uống một cốc rượu vang, nó cũng sẽ giúp chúng ta thả lỏng. Nhưng nó không như vậy. Thực ra đôi khi rượu vang còn khiến chúng ta phải nhận chính cơn đau đầu kia. Phải có điều gì khác đang diễn ra ở đây. Tất cả chuyện này đều dẫn ngược trở lại với các hạt giống. Tất cả chuyện này đều dẫn ngược trở lại với cuộc thảo luận của chúng ta về cái bút ở câu hỏi số 1. Chúng ta nhìn thấy cái bút vì trong tâm trí mình chúng ta có một hạt giống để nhìn thấy một cái bút. Khi nhìn vào cùng vật đó, một con chó lại nhìn thấy một đồ chơi vì chúng có một hạt giống trong tâm trí dành cho việc đó. Một số người thấy viên aspirin có tác dụng làm tiêu tan cơn đau đầu của họ vì họ có một hạt giống để điều đó xảy ra. Những người khác không thấy thế vì họ không có. Rượu vang cũng vậy. Giờ chỉ còn lại câu hỏi, làm thế nào tìm ra cách gieo các hạt giống để rượu vang có tác dụng? Và rồi khi đó, có thể chúng ta sẽ không nhất thiết cần rượu vang nữa, không nhất thiết phải gánh chịu tất cả những tác hại đi kèm đối với sức khỏe và túi tiền của chúng ta nữa. Tôi cần phải gieo loại hạt giống nào để cảm thấy như thư giãn hơn, bớt xa cách hơn với người yêu, đặc biệt là khi chúng tôi đang thân mật. Hãy tìm kiếm người đang bị căng thẳng trong cuộc đời, những người đang phải chịu áp lực vì một lý do nào đó. Tại sao chúng ta không lấy luôn ví dụ về người mẹ và hai đứa con ở trên nhỉ? Gần như tất cả các ông bố bà mẹ đều phải chịu rất nhiều áp lực, bị chao đảo giữa công việc, con cái và người bạn đời. Hãy chủ đích, và càng có chủ đích hạt giống càng mạnh. Tìm kiếm những cơ hội mà bạn có thể giúp những người có con giảm bớt áp lực. Hãy đề nghị được mua thực phẩm cho họ. Khi bạn ra ngoài, mang theo một túi hoa quả khi bạn tạt qua nhà họ để giúp họ tiết kiệm được chút tiền. Mang theo cả một cuốn truyện tranh nữa, một cuốn truyện tranh lành mạnh để làm cái cớ giúp bạn được ngồi yên lặng bên cạnh một đứa con của họ và cho người mẹ nửa giờ nghỉ ngơi. Chuyện gì sẽ xảy ra? Vì bạn đã gieo hạt giống làm giảm áp lực, vì bạn đã gieo hạt giống được thư giãn hơn, thả lỏng hơn, nên bạn sẽ bắt đầu tìm thấy sự bình an và cởi mở ở nhiều nơi khác ngoài rượu vang. Một tách cà phê ngon sẽ bắt đầu cho bạn cùng sự hưng phấn đó. Và khi bạn gieo được nhiều hạt giống hơn, thì một tách trà thảo mộc cũng sẽ có tác dụng y hệt. Và sau đó là một vài khoảnh khắc an tĩnh bên dưới một cái cây rất đẹp.